Xin chào cả nhà thân yêu, em hiện trong một khuôn viên của căn biệt thự góc hai mặt tiền với rất là nhiều loại cây cũng như là loại hoa trang trí để tạo nên điểm nhấn cho căn nhà. Ngày hôm nay cả nhà hãy cùng em cũng như là kênh Nhà Đất Nguyễn Đoàn mình tìm hiểu một căn biệt thự góc hai mặt tiền ngay tại Tân Hiệp, Hóc Môn. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra khu vực phía trước để mình khám phá xem mặt tiền được gia chủ mình thiết kế trang trí cầu kỳ và bắt mắt sinh động. Vâng, đây chính là căn biệt thự ngày hôm nay em muốn giới thiệu cho cả nhà. Có một bề ngang lên tới 12m, chiều sâu lên tới 25m và có hướng chính là hướng Tây Bắc. Mặt tiền phía trước của mình được gia chủ mình thiết kế những điểm nhấn cũng như là kết hợp những đường phào chỉ trang trí cho mặt tiền, tạo nên một sức mạnh cũng như là tạo nên một điểm nhấn sự tinh tế cho căn nhà. Và tông màu trắng cũng là tông chủ đạo của căn nhà ngày hôm nay. Với hướng Tây Bắc thì những khách hàng mình thuộc mệnh Tây Tứ Trạch thì mình có thể là tham khảo căn nhà này. Mình sẽ di chuyển ra khu vực phía trước con đường. Mình nằm trên mặt tiền đường chính, con đường này lên tới 12m và theo hướng này mình sẽ di chuyển ra được rất là nhiều nơi. Cách chợ Hóc Môn chỉ khoảng 1km thôi. Và nếu mình muốn di chuyển ra đường Lê Thị Lơ chỉ mất khoảng 3 phút lái xe là đã tới vị trí của đường Lê Thị Lơ rồi. Mặt tiền chính phía trước này, một bề ngang lên tới 12m và là góc hai mặt tiền. Nên là căn nhà của mình được bố trí thiết kế sự thông thoáng vô cùng. Phía sau là khu vực dân cư phía trong rất là nhiều và khu phía bên ngoài mình cũng được có những bức tường xây bao quanh cao lên tới 3m và có hệ thống camera an ninh đầy đủ cho căn nhà. Từ góc độ này mình cũng có thể nhìn thấy được vẻ đẹp cũng như là sự sang trọng kết cấu của căn biệt thự góc hai mặt tiền với hướng Tây Bắc. Một mức giá gia chủ đưa ra cũng vô cùng hợp lý cho căn nhà này, chỉ hơn 8 tỷ thôi nha cả nhà. Vị trí tuyệt vời trên cả tuyệt vời và mức giá cũng thật sự là đẹp luôn. Theo em mình di chuyển vào bên trong để mình khám phá xem là chi tiết bên trong căn biệt thự đẹp và sang trọng như thế nào với em nhé. Theo sự suy nghĩ của em thì căn biệt thự này mình vừa ở vừa có thể là kinh doanh kiếm thêm thu nhập. Phía bên ngoài mình có thể là mở một quán cà phê góc chill ở khu vực phía bên ngoài này thì cũng khá là tuyệt vời. Một khu vực sân cực kỳ rộng luôn. Xe hơi, xe máy mình di chuyển vào bên trong khu vực nhà mình thoải mái. Một lần nữa hãy ngắm nhìn phía trước mặt tiền của căn nhà. Một tông màu trắng đó là tông chủ đạo cho toàn bộ căn biệt thự. Một vẻ đẹp sang trọng dành cho căn nhà và mức giá chỉ có 8 tỷ 660 triệu cho căn nhà này. Mình tiếp tục khám phá không gian phía bên ngoài, tiểu cảnh bên ngoài rồi sẽ di chuyển vào bên trong cùng với em để mình khám phá vị trí của căn biệt thự. Rất là nhiều loại cây trái cho khu vực nhà mình này, có cây xoài và cả cây nhãn tím. Xe hơi giống như là gia chủ mình di chuyển thẳng vào bên trong. Một không gian xanh làm điểm nhấn cho phía bên ngoài khu vực sân vườn. Mỗi buổi sáng thì mình di chuyển xuống cái khu vực sân của mình nhâm nhi một cách cà phê cũng như là hít thở không khí gió trời cho khu vực phía bên ngoài thì cả nhà có thể thấy là khu vực bên ngoài sẽ được bao quanh là các loại cây cũng như là loại hoa, cây ăn trái kết hợp cho phía bên ngoài và dọc bên này mình cũng có các loại cây ăn trái này, khi cây mít. Không gian này những bức tường đều có sự bao quanh thiết kế. Và cả nhà mình cũng hãy nhìn theo hướng tay của em, mình có thể thấy là mặt tiền bên hông của căn nhà cũng được trang trí và thiết kế những bức phủ điêu được đắp tinh tế và tỉ mỉ kết hợp với những cây đèn trang trí. Hệ cửa để mình di chuyển vào bên trong cũng như là thu hút không khí đối lưu làm cho căn nhà mình thêm thông thoáng hơn. Đặc biệt khi là mình là căn biệt thự góc hai mặt tiền thì cái độ thông thoáng cũng như là sự thoáng mát cho căn nhà thì đó là điểm tuyệt đối cho căn nhà này ha. Và phía sau này mình sẽ có một khu vườn, khu sân nho nhỏ. Có thể ngồi đây vào những buổi tối hoặc buổi sáng sớm góc chill để nhìn ra cái khu vườn không gian xanh. Phía ngoài căn nhà sẽ được kết hợp nhà vệ sinh ở không gian phía bên ngoài nên là sẽ tách biệt với lại khu vực phía bên trong nhà chính, khu vực nhà vệ sinh. Tổng thể khu vực từ trong ra ngoài cho căn biệt thự mình có thể thấy là độ thông thoáng và có lẽ là điểm 10 cho căn biệt thự này về giá cũng như là về vị trí và cách thiết kế. 8 tỷ 660 triệu vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà cho một căn biệt thự bề thế và hoành tráng hướng Tây Bắc. Mình tiếp tục di chuyển ra không gian phía trước để mình khám phá
rồi di chuyển vào bên trong để xem là sự thiết kế bố trí của căn nhà. Mặt tiền chính căn nhà mình sẽ di chuyển lên khu vực bậc tam cấp để di chuyển vào không gian ở chính của căn nhà. Rồi, thế mình di chuyển vào bên trong để khám phá xem là căn nhà đẳng cấp và tuyệt vời như thế nào. Các hệ cửa cũng được sử dụng là các chất liệu cửa cao cấp. Không gian phòng tiếp khách của mình, một phòng tiếp khách sẽ được thiết kế vô cùng rộng và thông thoáng, có kết hợp luôn những cái bộ sofa làm điểm nhấn cho khu vực phòng tiếp khách, tiếp những vị khách quý trên không gian của căn nhà. Bộ sofa này cũng rất là hoành tráng, được làm bằng da vô cùng cao cấp. Và ở những cái bức tường của mình á, mình có những cái điểm nhấn này, ốp phun cao lên trên luôn. Đó, tổng thể khu vực phòng khách của mình vô cùng thông thoáng. Bên trên thì mình sẽ có kết hợp một cây đèn cỡ lớn để tạo nên sự sang trọng, đẳng cấp cho khu vực phòng tiếp khách phía bên dưới. Tổng thể có thể thấy là khu vực này tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Đặc biệt kết hợp thêm cả khu phía bên đây thì mình sẽ có một hệ cửa thiệt là to, khi mà mình mở ra thì sẽ có không khí đối lưu, tạo cho mình một cái cảm giác là vô cùng thoải mái và tinh tế khi mà mình ở trong căn nhà. Những cái điểm nhấn lối đi lên trên cầu thang, một trệt và một lầu cho kết cấu của căn nhà, và có khu vực phòng khách, phòng bếp và bốn nhà vệ sinh và ba phòng ngủ. Phía bên ngoài mình có cả khu cửa lấy sự thông thoáng này. Đó, để nhìn ra khu vực vườn phía xung quanh của nhà mình. Wow, em đứng ở đây thì gió không khí thông thoáng lùa vào rất là tuyệt vời, rất là mát nha cả nhà. Căn nhà này chính là điểm 10 cho sự chất lượng cũng như là sự thông thoáng cho căn nhà. Phía bên trong này mình sẽ có một cái hệ cửa, hệ tủ to, có thể để những chai rượu quý của các đấng ông chồng cũng như là những cái vật dụng trong không gian này. Kết hợp một đảo bếp, kết hợp một khu vực quầy bar, một bộ bàn đã chuẩn bị sẵn sàng để mình có thể sử dụng những bữa tiệc ngon, thơm ngon trên cái không gian khu vực phòng bếp ấm cúng. Tổng thể khu vực xung quanh phòng bếp mình, các hệ cửa ở đây, các hệ tủ ở đây đều được gia chủ mình sử dụng là các chất liệu gỗ an cường cao cấp này, chạy dài bên trong và cũng là tông màu trắng để thể hiện sự tinh tế cho căn nhà. Kết hợp với lại khu vực tủ lạnh, nội thất toàn bộ trong căn nhà đều được gia chủ mình thiết kế và tặng lại cho những chủ nhân mới khi mình sở hữu được công viên của căn biệt thự. Phía sau sẽ là cánh cửa để mở ra khu vực nhà vệ sinh phía sau, được thiết kế ở bên ngoài nên là có sự tách biệt. Nhà vệ sinh vô cùng thông thoáng và được gạch được ốp phun cao, các hệ sẽ được sử dụng là chất liệu cao cấp. Tổng thể một vòng khu vực phía tầng trệt bên dưới, mình tiếp tục theo em mình di chuyển lên trên. Lối đi lên trên của mình có những cái điểm nhấn bên dưới cầu thang này, những cái hình bông hoa uốn lượn này nhìn cũng rất là xinh xắn và bắt mắt này. Đi lên trên với em theo hình uốn lượn. Tầng trệt bên trên của mình ạ, tầng đầu tiên của mình, không gian chiếu nghỉ bên ngoài cũng khá là rộng, mình có thể thêm một vài điểm nhấn ở phía ngoài này cũng rất là hợp lý, và thêm một hệ cửa, mình có thể nhìn thấy hàng xóm xung quanh nhà mình. Mình nằm khu vực xung quanh là hàng xóm vô cùng thân thiện, và cái khu bên dưới là cái xưởng làm bánh tráng đó mọi người. Ba căn phòng bên trên tầng trệt. Cùng em mình di chuyển vào căn phòng master lớn này. Không gian của căn phòng master lớn cũng có sắp xếp thêm bộ giường nệm này, các hệ tủ cũng như là bàn trang điểm cho chị em chúng mình. Tủ này, đó, rất là chắc chắn luôn cả nhà. Bàn trang điểm và kết hợp khu vực nhà vệ sinh phía bên trong. Gạch thì mình cũng, chủ nhà cũng ốp phun cao luôn, sạch sẽ. Các ghế massage, các hệ cửa cũng được làm cửa vô cùng chắc chắn bằng chất liệu gỗ gõ đỏ này, chắc chắn.
rất là thông thoáng, đi tới đâu là gió mát tới đó. Ba căn phòng trên tầng đầu tiên. Căn phòng tiếp theo của mình cũng được sắp xếp đầy đủ, giường nệm sẵn sàng, các hệ cửa cũng như là đây sẽ được làm bức tường bằng kính cường lực, kết hợp khu vực nhà vệ sinh. Các hệ cửa này, tủ này, tủ. Gia chủ nhà mình rất yêu thích màu trắng nên là làm cho toàn bộ căn nhà cũng như là các hệ tủ đều là màu trắng tinh khôi hết. Căn phòng tiếp theo mình sẽ có thêm một căn phòng tiếp theo, căn phòng số 3. Với một tông màu khá là giản dị, tạo lên một cái điểm nhấn sang trọng tinh tế. Các hệ giường, nệm và các chất liệu cũng được chuẩn bị sẵn sàng, kết hợp khu vực nhà vệ sinh. Tủ đây sẽ là cái tủ mà mình có thể để được rất là nhiều quần áo này, bàn làm việc cũng như là bàn trang điểm học hành cho các con ở khu vực này cũng hợp lý. Và phía trước tổng thể khu vực xung quanh nhà mình, từ nhà mình mà di chuyển ra chợ Hóc Môn chỉ mất khoảng 1 km, và ra đường Lê Thị Lơ chỉ có 2 phút lái xe thôi, gần lắm luôn cả nhà. Ngay vâng, một vòng dạo quanh căn biệt thự trắng góc hai mặt tiền. Em xin nhắc lại một vài tiện ích cũng như là thông tin của căn nhà. Căn nhà thì có diện tích là ngang 12, chiều sâu lên tới 25m và có hướng Tây Bắc. Mức giá gia chủ đưa ra là 8 tỷ 660 triệu, vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Thế em nghĩ là mức giá này cũng vô cùng hợp lý. Hãy nhanh tay nhấc máy gọi ngay với em số hotline đang hiển thị trên màn hình để mình sở hữu được căn biệt thự góc hai mặt tiền này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.